Kính thưa các khán thính giả của Phòng Tản Mạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn câu chuyện tiếp theo trong loạt hồi ký của Phi công Không quân Nhân dân Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tới với câu chuyện về hoạt động của Không quân Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi họa diệt chủng của Khmer Đỏ của Trung tá Nguyễn Thanh Xuân, tức Hai Xuân, được bác Trần Sơn Lâm, nguyên chuyên viên cao cấp, vụ trưởng Văn phòng Chính phủ biên tập. Khi nhắc tới lịch sử của Không quân Nhân dân Việt Nam, thông thường người ta hay nhớ tới những trận không chiến khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dù vậy, các trận chiến có sự góp mặt của không quân trong chiến dịch Campuchia khốc liệt không kém. Đặc biệt hơn, giai đoạn này, không quân ta chủ yếu đảm trách vai trò không kích, tấn công mục tiêu mặt đất, mặt biển, điều mà ta ít có cơ hội trước không quân Mỹ mạnh hơn gấp nhiều lần. Sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào câu chuyện của Trung tá Nguyễn Thanh Xuân, tức Hai Xuân, từng là phi công tiêm kích MiG-21 của Trung đoàn 927, tham gia cuộc chiến bảo vệ bầu trời miền Bắc giai đoạn 1970-1972. Sau giải phóng, bác Hai Xuân chuyển loại sang tiêm kích F-5 chiến lợi phẩm, làm nhiệm vụ trong đội hình Trung đoàn 935, đóng quân tại Biên Hòa. Trước trận đánh này, Hai Xuân kể lại với tôi: "Tôi ở đây là bác Trần Sơn Lâm, nhìn vợ chửa vượt mặt mà thấy thương vợ vô cùng. Vì tình hình chiến sự ở Campuchia vô cùng căng thẳng, quân Khmer Đỏ liên tục quấy phá khu vực biên giới. Lúc này, Pol Pot đang lùa 6 sư đoàn tấn công 6 tỉnh biên giới Tây Nam Bộ. Chúng ta đang chuẩn bị đánh lớn, phản kích tiêu diệt đến tận Sào Huyệt. Tối qua, vợ anh nói với anh: có lẽ em sắp sinh hạ rồi. Anh cười, vẫn chất Nam Bộ: có gì nhờ người báo, anh sẽ về ngay đưa em đi. Tờ mờ sáng mình đã dậy, nhìn vợ ngủ, anh cứ để yên vì tối qua vợ trằn trọc không ngủ được. Chuẩn bị mặc đồ bay, xách mũ phóng chiếc xe Honda 50 đến đơn vị. Vừa vào sở chỉ huy, trung đoàn trưởng lệnh cho Hai Xuân chuẩn bị xuất kích, mệnh lệnh ngắn gọn: cậu cùng Mai Văn Sách, cậu biên đội trưởng, Sách số 2, hôm nay đánh một trận cho ra trò nghe không? Cậu cùng Sách chuẩn bị kỹ hiệp đồng cho trận này, đánh cho bọn Pol Pot cần phải biết lễ độ đối với những người đã hết lòng ủng hộ chúng trong cuộc chiến đấu giành độc lập của đất nước chúng. Mình cười ha hả: thủ trưởng cứ yên tâm, tin tưởng ở Hai Xuân. Mình và Sách ra tiếp nhận máy bay. Đến nơi đã thấy anh em kỹ thuật lắp trên hai chiếc F-5E, mỗi máy bay hai quả bom, loại 250 kg. Sau khi tổ kỹ thuật chuẩn bị máy bay xong, họ bàn giao máy bay cho phi công tiếp thu. Ở đây xin ngắt lời kể của Trung tá Hai Xuân một chút, để giới thiệu qua với các bạn về tính năng F-5E. F-5E là phiên bản hiện đại nhất của dòng F-5 mà Mỹ cung cấp cho quân đội Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Số F-5E khi được chuyển giao đều là hàng mới tinh, cho nên khi ta tiếp quản, số F-5E này hầu như chỉ sử dụng vài giờ bay, còn rất tốt. F-5 nói chung hay F-5E đều được xếp vào dạng tiêm kích chiến thuật, hạng nhẹ, được thiết kế cho vai trò chiếm ưu thế trên không, tuy nhiên vẫn có thể đáp ứng vai trò không đối đất khi cần. Thậm chí F-5E còn có khả năng tác chiến đối đất tốt hơn MiG-21, vốn cũng có khả năng đối đất, bên ngoài vai trò chiếm ưu thế trên không. Khi mà F-5E có tải trọng tới 3,2 tấn, cùng 7 điểm treo, qua đó cho phép mang nhiều loại vũ khí. Ví dụ trong vai trò đối đất, F-5E có thể mang hai cụm bệ phóng rocket Lao 61-68, mỗi cụm mang tới 19 quả đạn rocket 70mm, hoặc hai cụm bệ phóng Lao 10 mang 4 hỏa tiễn Juni 127mm. Ngoài ra có thể kết hợp mang bom thông thường Mark 80 Seria. Để tự vệ trước tiêm kích đối phương, F-5E khi làm nhiệm vụ không kích sẽ cấu hình thêm hai tên lửa tầm Nhật AIM-9 gắn ở đầu mút cánh. Dù vậy, ở chiến trường Campuchia, Khmer Đỏ không có khả năng sử dụng không quân. Dù được Trung Quốc viện trợ tiêm kích J-6, nhưng lại không có phi công. Trở lại câu chuyện, với lời kể của Trung tá Hai Xuân, vừa tiếp thu máy bay xong, mình nhận lệnh từ Sở Chỉ huy Trung đoàn 935. Mục tiêu của biên đội hôm nay là đánh đoạn sông Mekong chảy qua thành phố Phnom Penh. Cụ thể, tàu chạy ra thì đánh, tức là tàu địch, còn tàu chạy vào thì không đánh, bởi đó là quân ta. Thực ra tôi cũng chưa mừng tượng được tàu địch và tàu ta có gì khác nhau, nhưng sở chỉ huy nói, cứ lên rồi sẽ biết. Nghe sở chỉ huy nói chung chung quá, đi đánh giặc cứ như đi dạo phố. Biên đội chúng tôi tranh thủ thời gian hiệp đồng chiến đấu. Đây là khâu chuẩn bị hết sức quan trọng, nó chiếm 50% thắng lợi. Hiệp đồng càng tỉ mỉ bao nhiêu, thì khi gặp bất chắc sẽ bình tĩnh xử lý linh hoạt, đạt hiệu quả cao hơn.
Hiệp đồng chiến đấu gồm các bước sau. Nhận lệnh từ sở chỉ huy, mở máy thứ tự lăn ra, xếp đội hình trên đường băng theo hướng gió, xử lý các tình huống bất trắc khi chạy đà, xác định rõ vị trí mục tiêu và hướng công kích, xử lý máy bay bị hỏng hóc trên không. Khi ném bom, bom không ra thì phải xử lý như thế nào, vân vân. Đúng 8 giờ, tôi nhận lệnh từ sở chỉ huy biên đội xuất kích. Biên đội lấy độ cao 4.000 mét, hướng 320 độ. Liên sau đó sở chỉ huy thông báo mục tiêu phía trước 25 km. Tôi trả lời đã thấy mục tiêu. Nhánh sông Mekong chảy qua thành phố Phnom Penh rộng lớn và chảy dài trước mắt tôi. Tôi ngỡ ngàng vì tàu thuyền ra vào tấp nập như đi chảy hội. Không thể phân biệt được đâu là tàu của ta, đâu là tàu của địch. Thú thật lúc bấy giờ tôi rất căng thẳng, phải chọn mục tiêu nhanh và chính xác. Đánh nhầm là không thể. Chẳng lẽ mình bó tay? Không đánh được phải mang bom về, xử lý còn phức tạp hơn nhiều. Như trường hợp của phi công Nguyễn Văn Nuôi, thả bom nhưng bom không rời máy bay. Phải mang bom thả chế độ không nổ ở khu vực được quy định, nhưng bom vẫn không rời ra. Cuối cùng đành mang bom về và hạ cánh. Nếu kỹ thuật hạ cánh không tốt, tiếp đất theo kiểu rơi tự do chấn động mạnh, có thể bom sẽ rơi và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nói chung là rất nhiều bất trắc. Lúc này trong đầu mình lóe lên một quyết định. Mình cho rằng ý tưởng này là đúng. Biên đội mình sẽ không công kích mục tiêu di động, mà sẽ công kích mục tiêu cố định. Đồng thời lúc này mình phát hiện hai mục tiêu cố định. Có 8 tàu quân sự đậu sát nhau, một tàu hàng lớn đậu gần bờ. 8 tàu này tôi nghĩ không phải là tàu của quân ta, vì ta đang đà chiến thắng thẳng về giải phóng thành phố Phnom Penh. Vậy chắc chắn là tàu địch rồi. Lập tức mình hô, số 2 chuẩn bị bật công tắc quân giới, tức là công tắc thả bom. Công tắc này chỉ bật khi đã xác định được mục tiêu. Thế nhưng mình không nghe thấy số 2 trả lời. Tôi gọi số 2 một lần nữa. Số 2 nghe rõ trả lời, nhưng số 2 vẫn im lặng. Lúc này tôi biết vô tuyến liên lạc của số 2 bị hỏng. Theo hiệp đồng trước lúc cất cánh, số 2 vẫn bám theo số 1, nhưng không được phép ném bom cùng số 1 trong trường hợp vô tuyến liên lạc bị hỏng. Sau khi đã quyết định được mục tiêu, tôi vòng máy bay với bán kính mở rộng so với mục tiêu và lập tức điều khiển máy bay bổ nhào vào hướng 8 tàu và ném hai quả bom cùng một lúc. Lúc này hỏa lực phòng không của Khmer Đỏ bắn lên dữ dội. Đến độ cao an toàn, tôi điều khiển máy bay thoát ly và nghiêng cánh nhìn xuống dưới. Thấy một cột nước trắng xóa bốc lên cao, 8 tàu của Khmer Đỏ tan tành. Tôi đã tiễn biệt chúng về chầu Diêm Vương. Quan sát thấy số 2 vẫn bám theo tôi và bay gần bên tôi với cự ly và giãn cách đủ để nhìn rõ mặt nhau. Tôi chỉ tay và ra hiệu cho số 2 đánh tàu hàng gần bờ. Số 2 gật đầu và hiểu ý tôi. Tôi bay theo số 2 để yểm trợ lấy độ cao 5.000 mét. Còn số 2 công kích ở độ cao 4.000 mét. Số 2 vào công kích lần thứ nhất, bom nổ dưới nước cách xa tàu hàng. Số 2 vòng lại công kích lần thứ hai, bom nổ trên bờ cách xa tàu hàng khoảng trên dưới 100 mét. Đúng lúc này, tôi phát hiện có một cụm khói đen nổ phía trên. Tôi đoán chắc ở độ cao này chỉ có pháo phòng không 100 ly của tàn quân Pol Pot bắn lên. Sau đó tôi chủ động tập hợp đội hình, thoát ly tránh hỏa lực địch. Khi đội hình ổn định, tôi nghiêng cánh bên trái hai lần, số 2 hiểu và chuyển về bên trái tôi. Khi tiếp cận sân bay, chuẩn bị vào hạ cánh, tôi có thông báo cho đài chỉ huy cất hạ cánh. Số 2 hỏng vô tuyến liên lạc, các anh tăng cường quan sát số 2. Đài chỉ huy cất hạ cánh K5 và đài chỉ huy bổ trợ hạ cánh K4 cũng đều có phương án xử lý tình huống này rất chuyên nghiệp. Biên đội thông qua đường băng độ cao 500 mét, tôi báo đài chỉ huy. Biên đội giải tán và tôi lắc cánh hai lần bằng động tác này. Có nghĩa là biên đội giải tán và vào vòng kín hạ cánh. Cả biên đội hạ cánh an toàn và lăn vào sân đậu. Số 2 áo ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Do đây cũng là lần đầu xuất kích chiến đấu của phi công sách. Khi về tới sở chỉ huy, tôi không nghe được tin gì về vợ tôi. Chắc là vợ tôi chưa sinh. Tôi mừng thầm, nhớ lại lần xuất kích trước đây. Khi về đến sở chỉ huy, các anh nói vợ cậu hạ sinh rồi, nhanh mà đến thăm vợ đi. Đến nơi, nhìn thấy vợ tôi mặt xanh rớt do mất máu khi chuyển dạ, và cô công chúa nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt đỏ hòn áp bên vợ tôi. Mình ngồi sụp xuống, vợ đưa tay nắm lấy tay mình thì thào. Anh về được là tốt lắm rồi. Công chúa nhỏ còn nhìn được mặt cha nó. Lúc ấy không hiểu sao, nước mắt mình cứ chảy ra không thể kìm được. Hai Xuân nói với tôi, giọng xúc động khi đã ở gần tuổi 80. Thế đấy Lâm à, cả trường hợp thứ hai, khi vợ đẻ tôi đều không có mặt.
Do lỗi say mê đánh giặc. Mình thật có lỗi với vợ con, Lâm à. Có thể nói, càng nghe thêm các câu chuyện về đời chiến đấu của phi công nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng tôi càng khâm phục ý chí, tinh thần, lòng dũng cảm của người lính Việt Nam và sự hy sinh của gia đình họ cho Tổ quốc. Câu chuyện bên lề, có một đồng đội là đại tá phi công tiêm kích đánh đêm, xuất kích đánh B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972. Cùng đoàn học viên bay 358, anh Hai Xuân sau này có nói rằng, ông Hai Xuân này liều lắm, ông ấy chiến đấu vô cùng dũng cảm, chỉ huy quân sự rất thích và yêu mến ông ấy vì đức tính thẳng thắn, khẳng khái, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ được giao. Ông ấy đã được đề xuất phong danh hiệu anh hùng, nhưng vốn tính thẳng thắn, khẳng khái, nói năng ào ào, nên không lọt vào mắt các anh chỉ huy chính trị, nên không đậu. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.